Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chuyên đề là Quách Tất Trường. Ở trong video ngày hôm nay là chúng ta tìm hiểu tích quãng đường của Quách Tất Trường. Đầu tiên là chúng ta tóm tắt lý thuyết. Lý thuyết đầu tiên là chúng ta ôn lại Quách Tất Trường. Ký hiệu là vector F. Như thế này là dưới dạng vector đơn vị ha. Như thế này là dưới dạng tọa độ. Trong đó hàm B, hàm V, hàm R là hàm theo ba biến S, Y và Z. Các em ôn lại phần thứ số 2 là hàm vector. Hàm vector ký hiệu là vector R. Như thế này là dưới dạng vector đơn vị. Như thế này là dưới dạng tọa độ. Trong đó X, Y, Z là hàm theo vấn đề. Các em có được là tích phân đường của vector trường F dọc đường cong C. Đường cong C quỹ đạo là vector R này đây ha. Nó được định nghĩa ở tích phân này. Thì D vector R nó bằng là vector T lớn nhân DL. Vector T lớn là vector tiếp tuyến đơn vị. Nó bằng như thế này ha. Và DL là vi phân độ dài. Nó bằng như thế này. Là vector T lớn lấy DL kèm theo vào đây luôn. Thì chúng ta có được cái phân đường. Nó bằng công thức này. Và chúng ta có luôn là cái phần sau này. Nó là công. Công ký hiệu là V kép ha. Nó được thể hiện bởi là lực trường này dọc theo đường cong C. Vậy các em xong được phần lý thuyết. Sau đây là chúng ta làm bài tập ví dụ. Bài tập đầu tiên là tính tích phân đường này. Với C được định nghĩa đây ha. T thì được không đến B. Với tên trường F là chữ Y và X. Sau đây là chúng ta giải cụ thể. Tích phân này thì theo chứng minh phần lý thuyết các bạn tích phân này. Vậy chúng ta sẽ biểu diễn là vector F theo biến T ha. Chỗ này là chữ Y. Chúng ta thấy rằng Y các bạn sin T. Vậy vị trí đầu tiên là chữ sin T. Chỗ này là X. Chúng ta thấy rằng X nó bằng cos T. Vậy vị trí số 2 nó bằng cos T. Vector vị trí là vector R nó bằng như thế này. Vậy các em có được là vector R phẩy. Các em đã hàm từng cái ha. Các em có được là trừ sin T nhân cos T. Và tiếp theo là chúng ta tính tích hai cái này. Thì ha. Là tích vô hướng thì ta có được là vị trí tương ứng các em nhân cho nhau rồi các em cộng lại. Trừ sin nhân trừ sin nó bằng sin bình. Cos nhân cos nó bằng cos bình. Vậy các em có được là tích của hai cái này nó bằng 1. Các em thấy vào đây. Vậy tích phân các em có được là tích phân từ 0 đến pi nhân dt. Từ 0 đến pi vì t nó giới hạn từ 0 đến pi ha. Các em nghiêng hàm rồi các em thấy cộng vào thì chúng ta có được tích phân đường này nó bằng pi. Các em xong được bài đầu tiên. Sau đây là chúng ta xem bài số 2. Bài số 2 cũng tính tích phân đường này. Cho vector trường F quỹ đạo R là vector R. Giới hạn của T là từ 0 đến 1. Thì cách giải cũng tương tự như bài 1 ha. Sau đây là chúng ta giải chi tiết. Thì chúng ta có được tích phân đường đề bài. Các bạn tích phân này lần lượt các em tính hai cái này rồi tiếp theo là tính tích cái này. Đầu tiên là vector trường F với dưới dạng theo biến T lấy x y z x đi ha y đi ha z đi ha. Các em thấy vào vị trí đầu tiên là 10 t mũ 5. Vị trí số 2 là 5 z thì z nó bằng t mũ 3. Các em có được là 5 t mũ 3. Vị trí cuối cùng
2 EZ y bằng T bình, Z nó bằng là T mũ 3, thì em có được là 2 T mũ 5. Với TR nó bằng như thế này, thì ta có được với TR phẩy, thì em đọc luôn ha, 1, 2 T và 3 T bình. Vậy các em chưa được là tích vô hướng của hai cái này, x nhân x cộng y nhân y cộng z nhân z, rồi các em cộng hết lại. Lấy cái vẻ này, các em đi qua tích phân. Tích phân thì biến t, thì t giới hạn thì không đến 1, nên cộng thì không đến 1 mà. Các em nghiêng hàm, rồi các em thế cận vào, các em được kết quả là 27/8. Các em xong được bài số 2, sau đây là chúng ta sẽ bài số 3. Bài số 3 là tính công. Nó được thực hiện bởi là một vector trường F dọc theo đường cong là vector R, nó bằng là T bình T và T mũ 4. Điều kiện của T là từ 0 đến 1. Sau đây là chúng ta giải chi tiết. Các em có được là công cận tính, cũng tức là tích phân đường này. Tích phân đường này, cái phần lý thuyết, nó bằng chỗ này. Các em chứng minh rồi ha. Vậy lần lượt là chúng ta suy ra vector F và vector R phẩy. Vector F, các em có được x bằng T bình, y bằng T, z bằng T mũ 4, các em thế vào. Lần lượt các em có được là T mũ 5, T mũ 3 và T mũ 6. Vector R các em có rồi, các em suy ra vector R phẩy là 2T, 1 và 4T mũ 3. Các em suy ra tích vô hướng là x nhân x cộng y nhân y cộng z nhân z, thì các em có được chỗ này. Và các em lấy luôn chỗ này, các em thế vào, các em có được chỗ này. Cộng của T thì không đến 1. Các em nghiêng hàm, rồi các em thế cộng thì chúng ta có được là 131/40 là công cận thiện. Và chúng ta xong được bài số 3, sau đây là chúng ta xem bài số 4. Bài số 4 là cũng tương tự ha, là tính công. Nó được thực hiện bởi là vector trường F dọc theo vĩ đạo, ở đây vĩ đạo là nối hai điểm này ha. Sau đây là chúng ta giải chi tiết. Đầu tiên là hai điểm này, các em lập phương trình tham số. Để lập phương trình tham số, các em cần hai điều. Đầu tiên là điểm đi qua, các em chọn một trong hai điểm ha. Mình chọn điểm đầu tiên là 1, 4 và 2. Tiếp theo là vector chỉ phương, các bạn vector O. Thông thường, mình lấy điểm sau, từ điểm đầu, thì chúng ta có được là trừ 1, 1 và trừ 1. Có điểm đi qua, có vector chỉ phương, thì chúng ta có được là phương trình tham số của đường vĩ đạo này. Có x, y, z, các em thấy vào đây, thì chúng ta có được vector trường F, như vậy là biến T. Dễ dàng các em có được ha. Thì vector R là 1 trừ T, 4 cộng T và 2 trừ T. Các em tính được vector R phẩy là trừ 1, 1 và trừ 1. Công cần tính, nó bằng là tích phân đường này. Nó bằng luôn tích phân này. Vậy chúng ta đi tính là tích vô hướng hai cái này. Đây ha. Tích vô hướng là vị trí tương ứng nó nhân cho nhau. Hai cái này nhân cho nhau. Hai cái này nhân cho nhau và hai cái này nhân cho nhau. Các em cộng hết lại. Rồi chúng ta rút gọn, các em sắp xếp từ bậc cao về bậc thấp, các em có được kết quả tích vô hướng. Lấy kết quả, các em thế vào đây. Tích phân thì biến T, nên chúng ta phải tìm cận là khi biến T. Thì chúng ta có được x nó bằng 1 trừ T. Điểm đầu tiên x bằng 1 thì chúng ta có được T bằng 0. Điểm số 2 x bằng 0, các em có được T bằng 1. Vậy cận của T thì được 0 đến 1 mà. Các em nghiêng hàm, rồi các em thế cận, các em có được kết quả là công cận tính, nó bằng 8.